Thân mến, kính chào tất cả mọi người. Hôm nay Tài thực hiện video này theo sự yêu cầu của khán giả đã để lại comment ở bên trên kênh YouTube của Tài. Vừa qua Tài có chia sẻ một video cách kết nối SFR Lysikon MX400 với chiếc mixer bàn Sourap EFX8 và Tài đã nhận được dòng bình luận này. Hôm nay Tài sẽ cố gắng thực hiện một video cái cách setup bằng tay trên chiếc FSR Lisikin MX 400. Đối với chiếc FSR Lisikin MX 400 này nó còn được kết nối bằng cáp USB để kết nối với máy tính để chúng ta setup và cài đặt bằng phần mềm nữa. Nhưng hôm nay tài sẽ cố gắng thực hiện một video chia sẻ cùng với tất cả mọi người về cái cách setup bằng tay. Và hiện tại mọi người thấy tài đang sử dụng ở trên cái màn hình này. À, trên đây có cái số 001 Có cái chữ REVERT Và xoay xuống bên dưới này Có cái số là 002 Delay 167 Đây là những cái chương trình Bên Tài đã set up Vào bên trong cái chiếc máy này cho khách hàng Bên Tài thì không có kinh doanh cái dòng sản phẩm này Chiếc máy này là Tài set up cho Khách hàng của mình Và Tài mượn chiếc máy này để thực hiện video này thôi Hai cái chương trình nó đang nằm ở đây Là do mình phải set up và mình đặt tên cho nó Ví dụ như bây giờ Tài mở thêm cái uh, reverb này lên nè A lê 2, 3, 6, 7 A lê 2, 3, lê Tài mới tăng thêm tí xíu bass của micro Để mọi người nghe được cái độ dày Và bây giờ tài mở Cái uh, hiệu ứng Ở phía bên dưới này là delay nè Echo đó A L hai sáu bảy L và pha thêm L hai ba bốn L hai sáu bảy rồi ở đây là chương trình mà bên tài đã set up vào bên trong chiếc máy này và bây giờ tài lại reset nó cho nó trở về chế độ ban đầu của nhà sản xuất để thực hiện video chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Xin mời mọi người cùng xem video với tài. Mọi người sử dụng chiếc máy Lyxicon này mọi người cũng đã biết rồi, máy nó sẽ có hai bộ input và hai bộ output. Và mọi người thấy hàng đèn ở đây cái tín hiệu đèn nó đang chớp ở trên hai cái bộ này chớp cả hàng led và hàng rai. Bây giờ tài đếm mọi người thấy nè. Alo, 2 3 4. Đây chính là chúng ta đã link nó lại từ led sang rai, Bởi vì tài gửi tín hiệu micro vào bên trong chiếc effect này chỉ có hai ốc mà cắm ở ngõ led và chúng ta sẽ linh nó sang rai. Nếu như ai chưa có xem cái cách kết nối có thể xem lại video tài đã thực hiện rồi trước video này. Rồi, bây giờ tài sẽ nhấn vào một system cái phím system ở đây để tài đi reset nó lại. Rồi, tài sẽ sử dụng cái phím trang này xoay. Mọi người xem bên trong màn hình ha. Tài xoay đến mục cuối cùng. Này, có một factor reset. Mọi người thấy bên trong này nó có ba cái cái dòng này, A, B và C. Nó sẽ tương ứng với ba cái phím ở đây để cho chúng ta edit chút xíu nữa đi vào chỉnh sửa. Mọi người thấy nó cũng y như vậy. Thì khi mà mình đã xoay đến mục này là mục cuối cùng rồi Mọi người thấy có cái dòng chữ Factor Reset Chúng ta phải dùng cái phím C nè Tại vì chúng ta phải nhìn theo đây A, B, C Thì ở đây chúng ta sẽ có tương ứng A, B, C Tại sẽ xoay cái C này nè Đó xoay qua Nè nó sẽ nổi ra cái chữ Store như thế này Và cái đèn Store đây nó chớp Mọi người đè chết vào cái chữ Store này Rồi bây giờ tại đè đây Đó rồi buông ra để cho máy, bây giờ mọi người nghe mất effect rồi thấy không? Rồi để cho máy khởi động lại. Rồi bây giờ mọi người thấy ngay chỗ cái mục Input nó khác rồi thấy không? Và cái tiếng vợt bây giờ nó không giống như lúc nãy. Bây giờ tại mở cái Fader Reverb thêm nè. Alo. 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 Bây giờ nó đang ở cái chế độ là Dual nó có nghĩa rằng một bộ uh, bộ A hoặc là bộ B cũng vậy nó sẽ có hai cái hiệu ứng trong đó luôn. Một bộ như vậy nó sẽ có hiệu ứng reverse và hiệu ứng delay nó ra chung. Và chút xíu chúng ta phải set up từng cái một từng cái một để chúng ta làm theo cái theo cái sở thích của mình. Trước tiên bây giờ mọi người thấy cái mục input nó mất đi cái hàng đèn ở phía bên dưới rồi, mất đi cái hàng đèn có cái chữ R bên right, bên phải. Bây giờ ta sẽ vào system tiếp tầm và bắt đầu xoay. Mọi người thấy có có mục A này thấy không? A có chữ input nè, input A và phía bên dưới B nó có input B là nó sẽ tương ứng với hai cái này A và B, C. À, có C nữa nè. Những cái mục này thì mọi người giữ nguyên. Bây giờ trước tiên chúng ta đi sửa cái chỗ này nó đang hiển thị là analog CT nè. Analog CT bây giờ tại xoay cái phim A này. Xoay xoay qua trái hoặc xoay phải xoay cho đến cái dòng chữ analog mono rồi mình đã xoay được cái input này mọi người thấy cái hàng đèn ở ngay chỗ cái input a này nó chớp hai đèn thấy chưa có nghĩa chúng ta đã link được từ cái kênh trái sang kênh phải tài thử mọi người thấy nè alo alo hai ba rồi còn cái input b bắt đầu tài xoay luôn xoay đó rồi giờ nó hiển thị được hai hàng đèn luôn xem như là mục này đã xong mọi người nhấn vào acid thoát để thoát ra bên ngoài. Bắt đầu bây giờ ở trên đây nó đang là ping pop vocal nè, ở dưới này nó cũng ping pop vocal. Đây là cái băng băng A. Rồi xoay, chúng ta xoay xuống đây. Mọi người xoay chương trình thì đó nó sang băng B. Mọi người để ý cái đèn ở đây ha, cái đèn mà dual st nó sẽ có băng A và băng B. Trước tiên bây giờ tài sẽ đi điều chỉnh cái băng A trước đi đã. Mọi người chú ý cái đèn ở đây nó đang sáng ở đèn chữ A. Rồi bắt đầu bây giờ. Mình sẽ nhấn, Tài sẽ enter vào cái volume tròn to này ha. Enter vào đây. Nó có cái mục nè. Edit effect. Đó. Thì bây giờ chúng ta, Tài muốn là ở cái bộ A này mình chỉ lấy tiếng reverb thôi. Tài sẽ xoay nó. Xoay xuống, xoay xuống. Đó có cái mục nè. Edit routing nè. Đó. Tiếp tục enter. Và Tài sẽ chọn là cái routing này của nó mình A này ha. Nó dễ lắm Mọi người thấy trong đây nó sẽ có A, B và C Rồi bây giờ Ngay cái mục A này Tài sẽ sử dụng cái volume A này Tài xoay Xoay để chọn CT Đó Routing Tài sẽ chọn nó thành CT ha Rồi cái mục mid này nè Ở phía bên dưới này có cái mục là B B là cái này Chúng ta không cần chỉnh sửa cái này cái tiếng mít khô nó đã cắt sẵn hết rồi đó mít là nó đề 99 luôn rồi chúng ta giữ nguyên như vậy Rồi Giờ tại sẽ exit thoát ra Đó bây giờ để lên là nghe Cái tiếng vật của nó CT đây nè Lê 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 Đó nhưng mà nó không có theo cái ý muốn của mình được Bây giờ bắt đầu tài sẽ đi vào tại xuống cái mục phía bên dưới này Đó tài xoay xuống đây một cái Để tài đi thay đổi cái bộ Mình đi tìm những cái bộ Trong đây nó có rất là nhiều cái bộ hiệu ứng Nhấn Enter đó nó có cả vocal, drum, nó hiện nó 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 hiệu ứng nó làm cho trống cho này cho kia nhiều lắm nhưng mà bây giờ tài sẽ không sử dụng cái đó tài sai xuống mình đi tìm một cái mục khác đây tài sẽ mọi người có thể tìm theo cái ý của mình nha ở đây tài tìm theo cái ý của tài nó khác đây tài sẽ chọn cái mục flash nè một này nè mọi người thấy cái dòng chữ này l a r g e nè flat nè đó tại sẽ chọn cái mục này tại enter nè rồi nghe cái tiếng khác liền không l l l hai ba sáu bảy rồi bây giờ xoay ngược nó lại một cái enter rồi Tại sẽ đi điều chỉnh hiệu chỉnh nó nè free delay này ở đây nó mọi người cũng thấy là a b và c rất là dễ nó tương ứng a b c ở đây tại xây cái này lên 20 mili giây là cái free delay á tại xây lên 20 rồi tới cái mục b ở là mục ở phía bên dưới này tài sẽ xây nó lên là 3 chấm đây xây lên 3 chấm mà. theo cái ý thôi cái này mọi người tự tự điều chỉnh theo cái theo cái ý của mình nha Đây, đó tài xoay nó lên là 3 à, 087 giây. Rồi, tới cái mục ở dưới là sai nè. Phòng lớn, phòng nhỏ vậy đó. đầu mặc định nó đề là 20m. lỗi, đụng vô cái camera nó hơi rung. Rồi, cái ý của tài thì tài muốn điều chỉnh nó lên thêm xíu đi. Ở đây nó là C. Rồi, sẽ xoay cái volume C. xoay lên nữa. 3, mươi tám m Lơ Nghe khác không? Tại mở miếng bát trên micro lên nè Lơ Lơ, 2, ba Bù à Lơ Đó Nghe nó khác lúc nãy ha Mọi người có thể bát ở đây để mình so sánh nè Lơ Lơ, 2 Đó, cái này là không có hiệu ứng à Lơ 2, ba Rồi, tiếp tục tài sang một cái trang khác nữa Xoay cái này cái nữa Ở đây nó có cái mục này Tài sẽ chọn nó là 60 đi Cũng A luôn ha Ngay, Nó cũng có A, B, C nè Chọn này lên tài chọn nó là 60 Cái này uh, theo cái, cái cảm giác, theo cái thích, sở thích của mình thôi mọi người nha Rồi cái B ở dưới này tài giữ nguyên nó là 50 Rồi nó có cái mục là RT2 hai cắt hai cắt này tài uh, nó là C rồi tài sẽ xoay lên C Đưa cho tiếng nó sáng lên xíu nữa Tài lấy lên 16 kHz Rồi Xoay nữa Tiếp tục nó có hai cắt nữa nè hai cắt này Tài sẽ hai cắt nó là 16 kg luôn Mà giờ nó là một A nha Mọi người cứ nhìn bên trong này A, B, C Cứ y như vậy mình theo đây mình làm Tài sẽ xoay lên 16 luôn Đó Rồi Đấy, cái mục phía bên dưới là mục uh, B, B này Tài sẽ lấy cho nó là 250 nè, 250 hạt, trăm năm mươi 7, hai trăm năm mươi bát bút, à, hai trăm năm mươi hai 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 trăm năm mươi hai rồi xem như là cái trang này đã hiệu chỉnh xong Tiếp tục xoay sang một trang nữa Đó, Nó có cái mục là Diffusion à, Cái Diffusion này Tại giữ nguyên nó là 60 Rồi đến cái mục ở phía bên dưới này Feedback Delay Tại để nó cũng là 20 mili giây mặc định luôn Ở phía bên dưới này Tại giữ là không luôn Vì Tài thấy cái hiệu ứng Reverb này Nó vừa ý của mình Còn đối để Tài tắt Revert đi. Còn đối với mọi người, mọi người có thể lựa chọn các cái băng Revert giống như lúc nãy Tài đã mở lên mọi người thấy để chúng ta thay đổi những cái hiệu ứng đó. Thì mọi người lựa chọn ha. Còn bây giờ Tài thử lại, mở miếng bass lên. Hello, hello, 2, 2, 3, 4, Rồi, xem như là đã được cái chương trình của Revert bây giờ bắt đầu tài sẽ để giữ nguyên như thế này nhấn vào store để mình lưu nó lại đó thì bây giờ mọi người lưu ý là chúng ta nên đặt tên cho nó dễ bây giờ trên video này tài làm nhanh đi nha tài uh, sẽ xây cái cái này là để mình dời chữ nè đó để mình dời qua dời lại cái tên mặc định của nó là pin uh, pin pop vocal nè bây giờ tài xây nó thành 001 đi tại vì uh, làm cho nhanh mà đó rồi xây này qua đây không không sai cho đến không không một Rồi tài đánh đại nó ở đây là 001. Mọi người có thể lưu 001 revert đặt tên theo ý muốn của mình nha. Rồi bây giờ tài sẽ nhấn store. Bước này ở đây mọi người thấy có dòng chữ là số 1 không? Đó, chính là mình sẽ lưu vào. Ở đây nó đang hiển thị một cái số 1 nữa nè. Rồi nhấn store lưu vào số 1. Ok, đã lưu được vào cái chương trình số 1. Và ở đây mọi người thấy cái đèn user này nó đang là user 1. Rồi tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ đi hiệu chỉnh cái bộ delay Sau khi chúng ta đã lưu được cái chương trình thứ nhất là Reverb rồi Để bây giờ Tài mở tí xíu bass của micro dày lên Alo, 2, hey, 3 Rồi thử lại mọi người nghe nè Alo Hey hey Ê. Hey, hey. Rồi. Để giảm siêu bạn. Bắt đầu bây giờ chúng ta mọi người chỗ này là phải hết sức lưu ý nha. Lúc nãy chúng ta lưu được cái bộ reverb số 1 này ở trên cái mod số 1 là cho cái băng A. Mọi người thấy cái đèn A nó đang sáng nè, có dòng chữ dual T nè. Rồi bây giờ chúng ta muốn làm một cái bộ delay thì mọi người xoay xuống cái bộ B. Đó, rồi bây giờ Tài mở cái fader của cái bộ B lên, mọi người nghe nè. Alo alo alo, 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 nghe tiếng này là tiếng mặc định của nhà sản xuất. Bây giờ, việc chúng ta đi điều hiệu chỉnh cái này lại cũng giống y như trên cái băng số 1 lúc nãy thôi. Tài sẽ nhấn Enter, rồi xoay xuống cái mục cuối để chọn cái mục Edit Mid Routing nè. Đó, Tài sẽ... Routing cho nó cái mục này cũng a b c nè ha. Tài chọn nó là CT luôn. Đó, CT. Rồi effect nè, mid nè, cũng 99 y chang như cái bộ số 1 lúc nãy. Rồi, acid để quay trở ra. Xoay xuống dưới bên dưới này. Rồi lúc này để Tài mở cái 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 tiếng cái cái fader của cái bộ B này lên trước đã. Để mình đi chọn à khoảng kéo xuống cái này mọi người có thể uh, điều chỉnh chọn nhiều cái bộ delay khác nhau nha tài thì tài thích cái uh, delay ST cho nên bây giờ tài sẽ đi chọn tìm một cái bộ mà delay ST tài sẽ nhấn enter vào đây trong đây nó có rất nhiều kể cả bây giờ mọi người chọn reverb nó cũng vẫn được vocal ho nè, đó rồi drum ho nè, nó cũng giống y như cái băng uh, băng uh, băng a lúc nãy mà chúng ta làm vậy đó thì bây giờ tài sẽ đi tìm một cái bộ xoay cứ xoay trong đây nó có rất nhiều mọi người nha. Đó. Có những cái bộ hiệu ứng này nhà sản xuất người ta tích hợp ở trên đây á, nó không có dành cho ca hát mà dành cho nhạc cụ. ví dụ như là cái mục này là delay mọi người thấy quá trời nè. Nè. Studio delay nè, mono delay nè. Đó. Rồi ping pong delay nè. Đó, rồi tap delay nè. Rồi Tài sẽ chọn cái mục này. Cái chữ này chữ gì Tài chỉ chọn cái dòng chữ này thôi Tài thích cái này Để Tài mở cái fader lên trước Sau khi mình nhấn Enter Cái này đang chúng ta chưa chọn nha Mới xoay tới cái, cái mục này thôi à rồi Bây giờ Tài Enter mọi người nghe cái tiếng nó sẽ khác nè Alo. 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 Alo 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 Đó nó, đó, ra, nó ra, delay ra delay rồi đó Nhưng mà, Nhưng mà Cái delay này Chúng ta phải đi hiệu chỉnh lại Thì chúng ta xoay lên trên Edit Effect Đó Chọn lên Edit Nhấn Enter rồi trong đây nó có rất là nhiều cái thứ nằm trong đây nha Trước tiên cái delay thai này nó dài quá trời luôn Bây giờ nó cũng tương ứng A, B, C Y như cái bộ lúc nãy chúng ta làm revert. Bây giờ Tài mở lại nha Mọi người nghe Alo Rồi à cái rồi, thời gian rồi, này thời nó dài, quá, dài, dài. quá dài Tài sẽ, tài sẽ Nó tài nằm tài ở B Tài xây lại Chọn trăm Trầm xăm này. Tùy theo. Alu, alu, alu. Có những cái nơi lưu, thích có ngắn, có những ngắn, ngắn, nơi ngắn, ngắn thích dài, tùy, tùy theo. Và, và chúng ta có thể làm là nhiều cái chương trình để chúng ta lưu ra ngắn dài tùy ý. Rồi, cái mục phía bên dưới là C. Feedback là có 25. Tài xoay nó lên 60. alo, alo, alu. hay ba đi hai sau bảy đó bày, mới hiệu chỉnh sơ thôi là nghe bày, như bày, đó rồi. rồi tiếp tục chúng ta sang một cái trang khác nữa cái này là một trang như vậy là chúng ta sẽ điều chỉnh là a b c rồi xoay sang cái trang khác rồi cái trang này nó có là hai bát filter nữa. hai bát filter tài sẽ chọn nó là một trăm xây xoay lên một trăm cái này tùy theo dàn lo của mọi người nha cái tài kéo này xuống tùy theo cái dàn lo của mọi người nó có thể bị ồ oh, effect đồ đó thì chúng ta có thể hai bass filter ở đây tài để nó 100 hz mở lại lên rồi tới cái mục phía bên, bên dưới, dưới. low, low, low bass filter. Uh, filter low bass filter này tài ốp ốp rồi với cái mục bên dưới là c cái mục c này là tài chọn đó là 60 xoay lên số 60 Cái này nó chỉ có hai trang thôi à Thì mình đi hiệu chỉnh sơ như thế này thôi Đã được một cái bộ delay rồi Và dĩ nhiên Tài vẫn lặp đi lặp lại Mọi người có thể chọn những cái bộ delay Theo ý của mọi người nha Không nhất thiết phải làm theo Tài Bây giờ Tài thử lại Alo, alo, hai, ba, bốn, rồi thử bộ reverb nè, tài tăng tí siêu bass luôn, alo, hai, ba, đi, alo, hai, ba, bù hê hey, hey. rồi tại tha pha thêm chút delay vào nè delay ct luôn nha hê hey, hê hey. alo alo, alo. 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 hai ba bù alo, alo. hai sau bảy mọi người có thể đeo cái tai nghe để nghe ha này là bộ ct rồi giảm siêu bass của mít khô đã bắt đầu bây giờ lưu đó cái cái lúc khi mà bây giờ chúng ta điều chỉnh xong rồi mà lưu cái bộ số 2 này phải hết sức để ý mọi người nha. Cũng nhấn vào store. Mà mọi người thấy ở đây nó đang hiển thị số 1 không? Cái số 1 này lúc nãy chúng ta đã lưu revert rồi nha. Mà bây giờ chúng ta không không biết mà chúng ta lưu cái bộ delay đè lên cái bộ số 1 này là chúng ta lại mất cái bộ revert. Và cứ như vậy chúng ta làm mãi là là cứ lưu cái này đè lên cái này mất cái kia. Nhấn store. Trước tiên nó cũng sẽ cho chúng ta đặt tên. Bây giờ tài sẽ đặt nó là 002 đi. Rồi, sau khi tài đã đặt số 002 vào rồi, tiếp tục tài sẽ nhấn store lần nữa. Đó. Bây giờ chúng ta xoay cái số 1 này nè sang số 2 để chúng ta lưu cho chương trình số 2. Đó. Rồi, nhấn vào đây store. Rồi. Như vậy là đã lưu được phía trên là 001 là revert nè. Đi. Rồi 002 nè. Đi lơ 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 hai ba bốn à lơ hai ba bốn rồi, rồi tiếp, tục tiếp tục như vậy tại vì vẫn bà, bài, giữ nguyên bà, cái băng b này để bài, bài. đi hiệu bài, chỉnh thêm ví dụ như là cái delay cái delay này mọi người nghe đang nhanh nha tại mở miếng bass nè à lơ à lơ đó delay đang nhanh Bây giờ Tài muốn hiệu chỉnh nó thêm để mình làm thêm một cái chương trình nữa. Tài tiếp tục enter vào nó

Alo. Alo. hai Ba. Rồi, ví dụ như bây giờ cái delay được 198 như thế này. Tại tiếp tục lưu nó nhấn store. Rồi, sửa nó lại cái chỗ này thành là 002, chỗ 002 bây giờ Tài sửa lại là thành 003. Đó. Rồi tiếp tục tại nhấn store. Nhấn store xong Tài xoay cái chương trình này sang số 3. Đó, rồi nhấn lưu lại. Rồi bây giờ chúng ta đi kiểm tra nè Alo Alo Hai Ba Rồi tại xoay jeder. lại số 2 <Miller> nè Enter nha Alo Alo Hai Ba Buồn Alo Rồi xoay lại số 3 nè Alo Alo Đó Cái chương trình này nó chậm Cái tiếng delay chậm hơn thấy không Rồi Đi vào Alo hai ba cái cách gọi chương trình này á tài cũng có chia sẻ trên video trước rồi á ví dụ như lúc nãy tài gọi chương trình là của cái bộ b còn cái bộ a nè đó muốn gọi chương trình cho bộ a thì bộ a chúng ta đang lưu là reverb rồi bây giờ có thể mọi người gọi luôn cái bộ delay vô trong đây cũng được nữa nếu muốn gọi cái bộ delay vô trong cái băng a này mình cũng xây tới số 3 xây tới số 3 Alo. Alo. Hey. Ba. Rồi cái Đó bộ cái bên bộ dưới này gì, Tài ai, 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 ai. Số... Đài, xoay xuống. Tay lại mày, gọi cái gọi bộ số 2 vô đây, đây cũng được nữa. Xoay vào số 2. Enter. Đó bây giờ nó đổi lại ở trên là bộ số 3 ở dưới là bộ số 2. Rồi thử nghe nè. Rồi nghe cái bộ số 2 nè. Alo. 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 Không, cái bộ số 2 delay nhanh bộ số 3 nè alo alo, alo. 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 hai ba. Ba, 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 ba rồi, rồi. rồi. Xoay, xoay lên a, 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 a. gọi lại gọi số 1 để 1. lấy vị vật lê lê hai ba lê rồi video này hơi khá dài nhưng nếu mọi người xem được cái nền tảng này tài tin chắc rằng mọi người cũng sẽ làm được trên thiết bị máy móc của mình mà thôi và đến đây tài cũng xin kết thúc video này tài sẽ hẹn gặp lại tất cả những khán giả của mình vào những video lần sau xin thân mến chào tạm biệt